tẩy tế bào chết đô chính là dòng sữa tắm hỗ trợ làm sạch, cũng như loại bỏ đi các bụi bẩn. Đặc biệt là lớp sừng dày ở trên da body được tẩy đi một cách nhanh chóng. Tính đến thời điểm hiện tại, dòng sản phẩm này đã nhận được sự quan tâm của các chị em ở trên nhiều diễn đàn. Tuy nhiên cũng có một số chị em thắc mắc rằng, tẩy tế bào chết đô mùi nào thơm nhất? Để có thể giải đáp cho vấn đề này, hãy cùng xem hết video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Dòng tẩy tế bào chết đô được biết đến là sản phẩm đình đám hiện nay. Chúng được đánh giá là một trong những sản phẩm tẩy da chết nhằm loại bỏ đi các lớp da sừng, lớp da chết bong chóc, từ đó sẽ trả lại cho bạn một làn da mịn màng, trắng hồng. Đặc biệt là với các thành phần chuyên dụng tẩy da chết và mùi thơm của đô không thể ngọt ngào hơn. Theo đó, để có thể giải đáp được loại tẩy tế bào chết đô mùi nào thơm nhất, bạn hãy cùng mình tham khảo thông qua những mùi hương sau. Loại tẩy tế bào chết đô Kiwi Six và Kun Aloe, sản phẩm này được chiết xuất từ kiwi và nha đam thanh mát, mang đến cho người dùng một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Tẩy tế bào chết hương Pomegranate và Sea Butter được chiết xuất từ lựu đỏ và bơ hạt mỡ, mang đến một mùi hương ngọt ngào. Sản phẩm tẩy tế bào chết đô giúp mát Maca Mia và Dai Mil được chiết xuất từ hạt maca và sữa gạo, mang đến hương thơm dễ chịu và ngọt nhẹ. Sản phẩm tẩy tế bào chết giúp Lavender và Coconut Milk được chiết xuất từ sữa dừa và lavender, mang đến hương thơm ngọt ngào pha chút quyến rũ của lavender. Giúp Dao Sugar và Coconut Butter là sản phẩm này được chiết xuất từ sữa dừa và đường đen. Giúp Oatmeal và Calendula Oil được sử dụng với bột yến mạch và dầu hoa cúc, mang đến một hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Tùy vào từng sở thích, bạn có thể lựa chọn mùi thơm mà bạn yêu thích nhất nhé. Hai mùi được khách hàng của shop mình mua nhiều nhất chính là đô lựu và maca nhé. Tẩy tế bào chết đô hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán tẩy tế bào chết đô hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.